Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hôm nay Mặt Vàng review sẽ review cho các bạn chiếc camera nhỏ nhất hiện tại nha. Đây là chiếc camera Insta 360 nha. Đây. Cái hộp này thì mình đựng ở Go 2, còn bây giờ thì mình đựng ở cái này. Đây là chiếc Go 3 nha. Hôm trước mình mua là cái hộp nó to như này các bạn nè. Đấy, nó to như này. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm chính của ta nha. Thì nó gồm có một cái cốc sạc như thế này. Còn đây là cái cam nha. Nó có một nút bấm ở đây và bấm vào rồi lấy ra. Đấy, nó hít rất chậm. Thì đây là cái đường sạc nha, trong đây là cái cốc sạc của nó. Với cái cốc sạc này thì các bạn có thể xem thử hình ảnh đồ được hết nha. Đây, xem hình ảnh này. Đấy, vô tư. Còn về chiếc camera các bạn thấy rất là nhỏ đúng không ạ? Đấy, cực kỳ nhỏ luôn. Đấy, bấm một cái là quay này. Đấy, theo cái tít. Đấy, các bạn thấy nó màu đỏ này. Đấy, là nó đang quay nha. Đấy. Rồi, như vậy là tắt. Chỗ này có phím nhỏ nhỏ chỗ này nè, các bạn bấm nha. Còn trong trường hợp nếu mà các bạn muốn chụp ảnh thì bấm hai cái nha. Chụp ảnh này. Đấy, như vậy là chụp xong rồi đấy. Đấy, thì đó là cái phím chức năng nhanh của nó. Đấy, một chiếc camera Insta 360 các bạn sẽ có được một cái sợi dây như thế này. Đấy, còn kéo này. Đấy. Đi review không có cầm cái máy quay, không có cầm cái điện thoại dí với mặt người ta nha. Cầm cái máy quay như thế này rất là khó chịu nha. Đấy, thì các bạn phải đeo vô. Đeo vào. Mình sẽ nới ra, nó có nút bấm chỗ này này. Đấy, các bạn có thể nới nó dài ra. Đấy. Chẳng hạn như thế này nha. Đấy, đeo vào. Đây, mặt nạ này. Rồi đi vào. Đi vào như này lộ quá đúng không ạ? Thì các bạn bỏ ra, kéo ra. Đấy, bỏ vô như thế này. Các bạn có thể nới lại cái dây lại một nửa cho nó ngắn lại. Đấy. Rồi. Bỏ dây chuyền rồi nha. Đấy. Cái này rất là kín rồi đúng không ạ? Đây, cho này này. Ở đây thì mặt sau này nó sẽ hít vào cái tấm này nha. Được hít này. Đấy. Hít chắc như thế nào. Ok vậy ạ. Đấy, thì chắc như thế này. Và các bạn chỉ càng muốn quay, các bạn bấm quay. Rồi, như vậy là quay. Rồi các bạn cứ đi bình thường. Đấy, đi bình thường. Đi quay bình thường nha. Đấy. Trong trường hợp các bạn không muốn quay, các bạn không muốn quay cảnh đó nữa, các bạn chỉ cần nhấn nút. Rồi, nó sẽ tắt. Đấy. Được mà. Thì cái này nó sẽ dính được hai chiều nha. Một là chiều ngang như thế này. Hai là chiều như thế này. Đấy, chiều dọc. Đấy, đều được nha. Chỉnh nó sẽ cho nó thẳng. Rồi, đấy, các bạn cứ như thế này và đi thôi. Đấy, ok chưa ạ? Ok, thứ hai là cái để chụp nấu nha. Thì nó có cái nguồn như thế này. Đây, cái nguồn như thế này này. Đấy. Các bạn có thể kẹp vào nha. Đấy, kẹp vào cái nấu và đầu. Và kẹp vào thì nó sẽ như thế này. Ở này, cái này nó có một cái để các bạn điều chỉnh hướng góc này. Góc này, đấy. Đấy. Thì các bạn sẽ đưa cái trục này. Đưa cái này vào trong cái này. Đấy. Nó có một đầu hít, một đầu không, như vậy là nó không hít nè. Còn nếu nó hít là nó như này này. Đấy. Các bạn nhìn hít chắc mạnh nha. Này, mình phải giữ lại nha. Này, này. Đó. Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ kẹp vào mũ như này và các bạn được. Nếu các bạn muốn đi đâu banh nhưng mà vẫn có cái để các bạn video á, có video như của Thi Freestyle á, thì các bạn sẽ đổi lên, sẽ mua cho mình một cọng dây thun như thế này. Đấy, cọng dây thun như thế này. Rồi may cái đường này thành ba lớp dây khung cho nó dày lên như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ kẹp vào như thế này. Đặt lên đầu nhé các bạn. Đấy, giấu mắt cái mặt nạ. Rồi, các bạn chỉnh góc. Chỉnh góc như này này. Đấy, như thế là các bạn đã quay dưới cái chân đá banh của mình rồi. Và các bạn sẽ làm video như của Thi Freestyle nha. Chỉ cần vào trạng độ lên, bấm vô đây. Đấy. Rồi, ok.
Thì nếu mà các bạn sợ cái này nó rớt ấy, thì theo mình á, mình đeo và đá bóng này cũng được thời gian khá là lâu, thì cái nó hít này khá là cứng nha, nó cũng khó để mà nó rớt nha, trừ trường hợp là trái bóng nó đai trúng ngay cái đầu mình thì nó mới văng ra. Còn trong trường hợp nếu mà nó không, trái bóng nó không trúng cái đầu ấy, thì nó không có văng ra nha các bạn, nên các bạn không cần phải lo nha. Đấy, rồi đã xong thì thúc ra thôi. Đấy, đơn giản mà đúng không ạ? Đấy, đã xong thôi thôi. Vậy là có video để đăng tốt tốt rồi. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cốc sạc này nha. À, cốc sạc này thì các bạn có thể bỏ vào đây, bỏ cho nó sạc nha, đính vào đây. Đấy, các bạn có thể xem cái cốc sạc này nó như thế nào. Đấy, để mình gạt đây này, mình bấm cái nút nút mở này lên cho các bạn xem nha. Đấy. Đấy, thì nó sẽ review luôn cái lúc mà mình đang ấy này. Mình nhìn này, ở đây này, có các chế độ này. Đấy, khung hình là có 9, 16 và 16, 9 nha, là khung hình dọc và khung hình ngang. Về chất lượng của video thì các bạn có thể quay 2.7K là chất lượng cao nhất nha. Đấy, hoặc là Full HD thì mình hay dùng hơn. Còn về cái frame á, thì 50 nha, frame là 50 là cao nhất nha, nhưng mà mình dùng 30 là thấy ok rồi. Trên điện thoại thì nó cũng chừng đó thôi, chứ nó không có cần quá. Cái mình đã giá cao nhất của cái này đó là chế độ chống rung rất là tốt nha. Ngoài ra thì trên cái này các bạn cũng có thể điều chỉnh một số các thông số khác. Đây, các bạn kéo xuống, bây giờ các bạn có thể kéo qua này, đây auto rồi off vân vân, đây là tự động này, hoặc là chỉnh bằng tay kéo lên. Các bạn có thể chọn ultra hoặc action, đây là hành động. Đấy, thì cái cam nó sẽ rộng hơn một tí, hoặc là liner thì nó sẽ gần hơn một tí nha. Đấy, các bạn kéo qua thì các bạn có thể xem các cái video và mình mới qua hồi nãy. Đấy, 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 video hồi nãy mình bấm nút ấy. Đấy, rất là rõ nha. Đấy, ok. Thì cái chất lượng âm thanh của cái cam này nó cũng khá là tốt, nhưng mà cái loa của cái máy này thì nó không tốt. Thì nó có điều đó nó không có quan trọng, vì mình dùng cái chất lượng để mình thu vào để mình làm video thôi, còn cái loa của nó thì mình nghe qua thôi, đúng không ạ? Ok, thì cái link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn muốn làm idol thi freestyle thì không thể bỏ qua được cái sản phẩm Insta Go 3 này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mặt vàng review, review chắc như nước cấp.